Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2017. Theo Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 6 năm 2017, số lượng các nhà máy điện tham gia giao dịch trên thị trường là 76 nhà máy với tổng công suất đạt 20.728 MW, tăng 2,45 lần so với thời điểm mới vận hành. Công tác vận hành thị trường phát điện cạnh tranh được đảm bảo an toàn, liên tục. Hệ thống điện tiếp tục được vận hành tin cậy, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội. Các thông tin về kế hoạch vận hành thị trường điện được công bố đầy đủ cho các thành viên tham gia thị trường, góp phần tăng tính minh bạch, công bằng trong việc huy động nguồn điện. Trong thời gian vận hành thí điểm, các đơn vị thành viên đã từng bước làm quen với các cơ chế mới, tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh. Để đưa thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào vận hành chính thức từ năm 2019, hội nghị nhấn mạnh việc tập trung thực hiện tốt giai đoạn vận hành thí điểm 6 tháng cuối năm 2017, đồng thời tích cực đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện, cũng như tiếp tục triển khai đào tạo, nâng cao năng lực cho các đơn vị thành viên.